Hey, chào bạn. Hiện tại thì chúng ta đều biết là chúng ta đang sống ở năm 2020. Vậy có một câu hỏi là hiện tại bây giờ thì một bộ cây PC gaming hay là một chiếc laptop bao nhiêu RAM là đủ? 4GB, 2GB, 16GB, 8GB hay là 32GB hay là 64GB? RAM này các bạn, nó như một quân bài để chúng ta đan chắn. Đó là chuyện tào lao. Bao nhiêu RAM là đủ? Thưa bạn, bao nhiêu RAM là đủ thì tùy vào cái đó là các bạn đang làm gì và sử dụng những gì thì mới có câu trả lời bao nhiêu RAM là đủ. Như hôm nay chúng ta sẽ gác qua vấn đề đó là 1GB RAM, 2GB RAM. Ngày xưa câu chuyện tấm cám còn dùng 1GB, 2GB. Nhưng bây giờ là năm 2020 thì chẳng anh em nào dùng đến 1 hoặc 2GB RAM nữa. Cài Win còn không đủ để mà cài thì dùng làm gì? Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi mổ con bà sẻ xem là 4GB RAM chúng ta làm được gì, 8GB RAM chúng ta làm được gì, 16GB RAM chúng ta làm được gì và 32, 64GB RAM chúng ta làm được gì. Bây giờ mời các bạn đi xòe quạt chắn và xem trên từng loại RAM 4GB, 8GB, 16GB, 32, 64 liệu nó làm được gì cho các bạn và các bạn sẽ dùng bao nhiêu GB RAM là đủ. Mời các bạn. Thưa các bạn, là 4GB RAM là cái mục tiêu mơ ước của cha ông chúng ta cho bất kỳ cấu hình chơi game nào, đó là cái quá khứ xa xưa rồi. Khoảng 4 năm trước đây thì 4GB RAM sẽ là một mức RAM tiêu chuẩn cho mọi dàn PC chơi game, vừa đủ cho các tác vụ thông thường chơi game và lướt web nhẹ nhàng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển công nghệ đồ họa, cùng với khát khao xem JRPG được nét tận chân lông và các tựa game phải đẹp và mỹ mãn, chân thực và 3D, 4D, 5D, 6D và cả BD. Vì vậy, RAM đã tốn hơn rất nhiều lần. Nhưng trong cái quá trình chơi game ấy thì có game đớp RAM, có game đớp CPU và có game đớp Vega. Vì vậy, không phải là cứ chơi game là chúng ta phải đầu tư đến RAM là nhiều nhất. Câu hỏi của chúng ta bây giờ đó là ngược rồi em yêu ơi. Đó là 4GB RAM có đủ dùng không? Mình sẽ cho các bạn một câu trả lời luôn và ngay, không cần phải đợi gì cả. Đó là 4GB RAM thì các bạn lên nâng cấp và đừng có bao giờ chơi cái trò đó là hai thanh 2GB. Hai thanh 2GB hãy để cho nó đi vào ngủ quên trong quá khứ đi. Ít nhất một thanh 4GB, có điều kiện hãy nâng cấp. 4GB RAM là cái mức tối thiểu để các bạn có thể chơi game. Và nhiều con win nặng ấy, nó cũng đớp của các bạn ngót nghét 4GB RAM rồi. Đối với những tựa game thuộc dạng cực nhẹ như Liên Minh, Huyền Thoại thì vẫn có thể chơi ổn. Tuy nhiên, với những tựa game yêu cầu cấu hình cao hơn một chút và có một chút sexy, ví dụ như GTA 5, thì bạn có thể chơi ở mức cấu hình thấp nhất mà thôi. Có những tựa game hạng A bây giờ thì thực sự 4GB RAM không làm ăn được cái trò trống gì cả. Nếu máy tính của bạn hiện tại đang có 4GB RAM và muốn chơi game một cách đàng con bà hoàng tử con anh tế thì hãy thay ngay một thanh RAM cũ bằng một thanh 8GB, hoặc các bạn có thể mua thêm một thanh 4GB để nắp vào nữa. Còn nếu các bạn nhá, nếu các bạn chuẩn bị building cây máy tính thì tối thiểu là hai thanh 4GB cho Tùng, hoặc ít nhất là một thanh 8GB, quên 4GB đi, cho nó về với quá khứ, vứt nó vào hòm sắt và thả trôi nó trên biển Đông. Cái thứ hai chúng ta sẽ bàn đến, vậy 8GB RAM là sao? Năm này, năm 3 là 8 này. 8GB RAM hiện tại ở năm 2020 đang là cái tiêu chuẩn mà dân build cây thường tư vấn cho người sử dụng. 8GB RAM sẽ có thể chơi đầy đủ các game rồi và 8GB RAM cũng có thể biên tập video rồi. Đó là cái tiêu chuẩn hiện tại của chúng ta. Với 8GB RAM thì bạn sẽ có khá cái nhiều cái lựa chọn rồi. Đó là hai thanh 4GB hoặc một thanh 8GB. Tuy nhiên, 8GB chưa phải là đủ để chơi max setting các tựa game hiện tại. Ít nhất là các bạn chỉ chơi được game thôi. Còn hiện tại thì 8GB vẫn chưa max. Vì hiện tại đã có một số game đã yêu cầu cái cấu hình tối thiểu 8GB RAM. Với mức RAM này, bạn có thể chơi hầu hết các tựa game online hiện tại ở mức thiết lập cao như PUBG.
Nhưng các tựa game online không quá nặng như GTA thì mức RAM này cũng có thể cân tốt. Còn với những cái tựa game hạng A và có đồ họa đẹp ấy, và đẹp đến mức kinh khủng mà chân lông kẽ tơ chúng ta có thể nhìn thấy hết, đẹp khủng khiếp, thì ít nhất hiện nay thì chắc chắn là 8 GB RAM là không đủ. Tuy nhiên ấy, nếu các bạn muốn building một cái cây PC mới thì 8 GB RAM và dùng một thanh, đó là điều kiện lý tưởng ở thời điểm bây giờ, tiết kiệm tiền của dễ dàng nâng cấp về sau này. Vì vậy 8 GB RAM đang là cái chuẩn của thời điểm hiện tại. Vậy tương lai thì sao? Bây giờ chúng ta sẽ đi đến tương lai của chúng ta. Tương lai của chúng ta chính là 16 GB, 32 GB và 64 GB. 16 GB là quá đẹp cho một cấu hình chơi game. Nếu các bạn mong muốn có một dàn máy có thể cân tất cả những cái tựa game nặng ở cái độ phân giải 2K thậm chí là 4K thì 16 GB sẽ là cái mức bạn nên có. Với cái mức RAM này, bạn sẽ chẳng phải ngán ngẩm bất kể cái game nào. Bạn sẽ có được một cái mức đảm bảo để yên tâm chơi game trong một vài năm tới mà không cần bận tâm đến cái vấn đề đó là RAM. Cho dù bạn có vừa chơi game, vừa lướt web hay chạy thêm một số phần mềm linh tinh phèng thì 16 GB vẫn là hoàn toàn đủ cho các bạn. Vậy 16 GB thực sự đã là đủ, chúng ta có cần đến 32 và 64 không? Thì thưa các bạn, cái dân chơi game thì thường không cần, nhưng cái dân biên tập video, cái dân chim, cái dân dùng chim ý, thì sẽ phải cần đến cái dung lượng RAM nhiều hơn, đó là 32 và 64. Với cái dân chim và cái dân biên tập ý, thì và cái dân xử lý đồ họa ý, thì bao nhiêu cũng là không đủ, càng có điều kiện thì càng tốt, lém vào đó càng nhiều càng ok. Hiện nay thì việc có nhiều hơn 16 GB chỉ dành cho việc đó là chơi game thì thực sự là không cần thiết. Vì chẳng tựa game nào ăn đến mức hơn cái mức đó cả. Nhiều hơn cái 16 GB thì thực sự là bạn phải có một nhu cầu cần thiết khác và sử dụng ở một mục đích khác thì chúng ta mới hơn 16 GB. Nhưng các bạn cũng có thể mua một thanh 16 GB ngay từ lúc ban đầu nhé. Nếu bạn chỉ chơi game đơn thuần và là một streamer chuyên nghiệp hay một nhà sáng tạo nội dung thì RAM sẽ không bao giờ là đủ cả. Việc tốn bao nhiêu RAM sẽ nằm ở cái việc trình độ của bạn đến đâu và bạn đầu tư bao nhiêu công sức vào những cái sản phẩm của mình mà thôi. Các phần mềm dùng cho người chuyên nghiệp biên tập video sẽ dễ dàng ăn sạch tất cả RAM của bạn trong quá trình render và quá trình làm hiệu ứng. Dựng phim với cái độ phân giải lớn 32 GB RAM chẳng là vấn đề gì cả, vẫn chưa đủ. Vậy qua video ngày hôm nay, các bạn có thể tự tìm cho mình một cái câu trả lời. Đó là máy tính của bạn dùng bao nhiêu ghi RAM là đủ? 4, 8, 16, 32 hay 64? Làm gì thì có cái ngưỡng của nó cả. Các bạn cứ thế mà phang, phang sẽ không trượt phát nào. Hãy trả lời một câu hỏi, chúng ta dùng làm gì và chúng ta có bao nhiêu tiền? Chúng ta sẽ có câu trả lời. Chúng ta phải đầu tư bộ cây với bao nhiêu ghi RAM? Chúc các bạn có một lựa chọn chuẩn, con bài chuẩn nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đóng góp ý kiến ở ngay phía dưới và bình luận cho chúng tôi để chúng tôi tiếp tục có thể phụng sự các bạn một cách tốt nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Cảm ơn các bạn. Bye bye.